Cô chú anh chị, bữa nay em tiếp tục xuống chạy kéo vỏ giao cho khách thôi. Chiếc này là 6m3 lái 1m thôi. Đây là phần mũi khách yêu cầu cặp inox nha. Chiếc này là xanh két. Đây. 6m3. Chụp gió xanh két, lường trong xanh ngọc. Hai bên hông thì hoa văn màu đỏ. Ức dưới xanh két luôn. Phần phía sau này cặp cái nóc luôn em. Mẫu này giờ ông anh nó chạy cái 3T68 sức nhỏ. Lái ngang mét thì cô chú anh chị chạy được Kuta 72. 3T74 chạy xuống nha. 74, 72, 68. Đang trên đường vòng về cho khách nha cô chú anh chị. Em giao cho khách ở ngã ba Cây Tàn, chợ Tân Tiến thôi. Về hai bên be lau sạch rồi hả, dán tên cho nghe. Rồi lau khô. Đây, cho chung anh xong rồi cô chú anh chị. Sáp và lái 1m. Anh đang chạy hủ vui luôn. Đặt thêm chiếc hủ vui nữa. Xong rồi phải báo cáo với cộng đồng. Rồi, có mua gì liên hệ em ơi.